đây là anh ảnh đang làm này nha cả nhà. Ong nữa cả nhà ơi. Anh đang chế biến nè. Ôi, có một ong nữa. Cách trang trí xe bên ráng khá là đẹp. Cả nhà thấy đông không? Mọi người đứng dài để chờ thưởng thức đó nha. Xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại là mình đang ở Bạc Liêu nha cả nhà. Tại thành phố Bạc Liêu thì số nhà là 95 á. Thì đường Trần Phú này thì mình phát hiện ra một cái xe bánh rán ông Trịnh. Ôi, khách đông lắm cả nhà ơi, khách tới tấp nập khá để tới để thưởng thức á. Nên mình quyết định ghé lại mình quay cho tất cả cô chú anh chị và các bạn. Ôi, hấp dẫn không? Cuộc sống Sài Gòn TV thì mình cũng có quay bánh rán bé 2, bé 3 đó cả nhà. Ôi. Ôi. Ôi, thấy có bắp nè. Cái này mình bán bánh rán là từ mấy giờ tới mấy giờ cô? Dạ, 10 giờ sáng tới 10 giờ. À, cô bán từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn. Ôi. Đây. Ẩm thực đường phố Sài Gòn thì cuộc sống Sài Gòn TV hôm nay về Bạc Liêu nha cả nhà. Thì giới thiệu những món ăn ẩm thực đường phố tại Bạc Liêu. Thì mình đi ngang qua nè cả nhà ơi, thì mình thấy phát hiện ra cái xe bánh rán của cô. Bánh rán là gọi là bánh rán. Đã cái này với này nè. Ông Trịnh. Cái này với này nè. Rồi. Hấp dẫn không? Đây là con của cô làm nè cả nhà. Ôi, khách khá là đông. Đó, các bạn trẻ tới thưởng thức nè. Ôi. Dạ, ai chơi nhánh nè? Cô có coi bánh rán bé 2 bé 3 không? Ờ, ở Sài Gòn có bánh rán bé 2, bé 3, bé 3 cũng khá là nổi tiếng á. Dạ. Cái mặn cái sô-cô-la hả? À, một cái mặn, một cái sô-cô-la. Hiện tại bánh rán mình là có mấy hương vị cô? Nhiều lắm hả? Nhiều lắm hả? Nhiều hương vị. 20 loại hương vị khác nhau á hả? Ôi, vậy là nhiều. Ôi, vậy nhiều ghê hả? Đây, quay cái cảnh đây. Đây là các hương vị mà cô thấy cái bảng là cô để luôn cái là 6.000 hả cô? Dạ, bánh không 6.000. À, bánh không là 6.000 hả? Dạ. Còn
như là 10.000, 12.000. À, còn là 10, 12.000 không? Bên trong là cặp 6 hạ. Đó, cặp đi. Ủa, hồi nãy cái này sô-cô-la với mặn là cũng dễ hả? Với cặp, cặp bánh không? Ờ, cặp bánh không. À, có rất nhiều, có 20 hương vị nha nha. Bánh rán ông Trịnh. Ồ, đây là anh đang làm này nha cả nhà. Cả nhà thấy giống bé hai bé ba không? Đứng cốt chưa hả? Hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV về Bạc Liêu, thành phố Bạc Liêu thì giới thiệu những món ăn ẩm thực đường phố Bạc Liêu nha, cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Nếu có dịp mình đi ngang qua đây thì mình có thể là mình ghé mình thưởng thức đó, như cà ri vịt nè, bánh rán nè. Rồi ôi có mật ong nữa hả? Ôi và đặc biệt là mình thấy có mật ong nữa cả nhà ơi, anh đang chế biến nè. Ôi có mật ong nữa, rất là lạ nha. Chập nữa mình sẽ thưởng thức thử bánh rán này có giống bé Hà, bé Ba không trên Sài Gòn hay không. Đó, đây. Mình đánh này là cho nó lên bột hả? Dạ đúng rồi. Đó, cũng mấy cục bột giống như bé Ba này cả nhà. Nhìn công đoạn đánh bánh rán nha, đánh bột nha nha. Bởi vì mỗi người có một cái công thức khác nhau để cho nó có cái hương vị nó khác nhau nha nha, không ai giống ai hết á. Mình bán đây là được bao nhiêu năm rồi anh? Bán chưa tới 1 tháng. Chưa tới 1 tháng hả? Dạ. À, do đợt trước mình về đây thì cũng không thấy ở đây. Dạ. Đó là ngày từ bữa 20 dưới á. À 20 dưới á. Dạ. Để là mới vừa Tết xong để gì? Dạ. Mà mình tới có 20 vị luôn. 20 vị khác nhau luôn. Dạ. Rồi. Rất là đặc biệt nha nha. Còn mình quay bánh rán bé Ba thì chỉ có một vị thôi. Đó là bé Ba làm bánh rán ngọt nha cả nhà. Mặn chứ. Cái này mình đánh khoảng bao nhiêu phút? Thấy bé Ba thì đó, bé Ba đánh lâu lắm. Đánh khi là nó tan bột đó. À tan bột đó hả? Đây là bánh rán ông Trịnh nha cả nhà. Ở số 19 Trần Hưng Đạo, thành phố Bạc Liêu, phường mấy ta? Trần Phú. Quay Trần Phú không? Hồi nãy mình Trần Phú. Nam. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn ra bên ngoài. À đây. Để mình sẽ quay cái menu cho cái nhà nè. Đây. Khách đến khá là tấp nập. Thấy bạn làm bột nhanh lắm cái nhà. Bé hai, bé ba. Bé ba thì mình thấy làm cũng cả nhà mình cũng có quay có công đoạn á. Nhưng mà bé ba đánh thì cũng hơi lâu. Bạn bán là từ mới bán đây thôi nha cả nhà, mới bán đây được 1 tháng thôi. Con thấy có chỗ bán bánh rán nè cô, bỏ nguyên cái trứng gà đây nữa đó. Dạ. À, để nguyên cái trứng gà xo của mình lên luôn á. Có một lần đi công việc trên thị xã Hồng Ngự cũng mới đây thôi. Cho mình những hương vị đó nha cả nhà. Còn ở dưới dâu mà rồi
Bạc Liêu ấy, thì Cuộc Sống Sài Gòn TV cũng có chia sẻ cho tất cả như bánh cống nè, cà ri vịt nha cả nhà, rồi xôi vịt nướng nè. Thì hôm nay là giới thiệu cho các cô chú anh chị và các bạn là bánh rán. Nếu có dịp về đây du lịch hoặc là mình đi công tác ấy, thì mình cũng có thể là mình ghé mình thưởng thức nha cả nhà. Cách trang trí xe bánh rán khá là đẹp, nhìn khá là bắt mắt luôn cả nhà. Hấp dẫn không? Em gái làm điều tay ghê luôn á. Cái nghề á hả cô? Dạ. Nè thấy đổ điều tay không? Bánh tròn quay luôn á nhà. Dạ, bánh tròn quay luôn á. Dạ. Nhìn nè, cả nhà nhìn không? Thấy đổ bàn tay thôi rất là tròn nha. Kia nè. Bắp là để làm gì đấy em? À, bắp là bỏ vô chính giữa hả? À, đặc biệt là có bắp. Đâu? À, cái đó có bắp. À, cái đó có bắp hả? Đặc biệt là có bắp đó nha. Làm cho con chập nữa, làm cho anh một cái đặc biệt nha. Tròn quay luôn à. Cái này là ba mẹ con hả? Nhân viên hả? Ôi em gái đổ bánh rán coi nó tròn nè cái nhà ơi, tròn quay luôn. Chung là rất là tròn, rất là đều tay luôn đó nha. Không kịp luôn mà, không kịp chín. Khách đến khá là tấp nập nha. Hai cái. Bánh đẹp quá nha, nhìn. Thôi này nhìn nè. À, cả nhà nhìn nha. Đẹp lắm. Đó là tự phòng lên luôn á em hả? Bóng lén luôn. Đẹp lắm. À là có mật ong á hả? Đúng rồi, nãy mình thấy có quầy mật ong á, nên là rất là đặc biệt. Dạ, thơm nữa. Bánh rán là thường thơm phức à. Nhưng mà khách đứng xếp hàng ở ngoài để thưởng thức nè cả nhà. Ồ, các cô chú đứng xếp hàng để thưởng thức nha. Bởi vì cũng rất là bình dân, và đặc biệt là các trẻ em rất là thích nha cả nhà. Cuộc Sống Sài Gòn TV thì mình ở Sài Gòn thì mình chia sẻ bánh rán của bé hai bé ba, cũng như là chia sẻ cho cả nhà là một cái địa điểm mà có một chị mà làm bánh rán là 12 con giáp đó nha. Ồ, hôm nay về thành phố Bạc Liêu thì giới thiệu cho các cô chú anh chị và các bạn món bánh rán tại thành phố Bạc Liêu, và đặc biệt là chị làm bánh này rất là tròn.
sô-cô-la này nha. Lạ quá. Sô-cô-la là cái gì? Biết các bạn. Trời ơi, sô-cô-la đó. Cận cảnh luôn. Nhìn khá là đẹp nha. Sô-cô-la là ngọt. À, sô-cô-la là mình không bỏ gì thêm gì nữa phải không mẹ? À, vậy thôi phải không? Đó là bánh sô-cô-la. Rồi. Đây là cô làm bánh đặc biệt nè cả nhà. Bánh đặc biệt cái là bao gồm có bắp nè, sâm bông nè, xúc xích nè. Bao gì nữa cô? Tương cà. À, tương cà. Đó, đây là cái bánh đặc biệt nè. Bánh đặc biệt này là bao nhiêu cô? 12.000. Ôi. Giá là 10, 12.000 và bánh không là 5.000 nha cả nhà. 6.000. 6.000 à. À, nãy con thấy menu để menu để 5.000 mà. À là 6.000, bánh không là 6.000. Nó lên giá hết cái giờ mình lên có 1.000. Dạ. Cái lại nó dọn mình mấy cái tiền cái đó. Dạ. Nó lên giá đó. Dạ. Giá trứng này kia nó lên hết á. Cái thôi mình lên ra có 1.000 thôi. Dạ. Dạ. Cái đặc biệt đó. Không hai cái. Hai cái đặc biệt đúng không anh? Chị mình ăn bánh rán của cô, bánh rán ông Trịnh này được mấy lần rồi chị? Được mấy lần. Được mấy lần. Chị thấy hương vị như thế nào? Ngon hả? Ngon hả? À, em bé thích ăn đúng không chị? Dạ. Chị khách, chị cũng ở gần đây không? Dạ dạ. Dạ, cuộc sống Sài Gòn TV ghi nhận lại nè của một chị khách nha cả nhà. À, ở đây bán không kịp nữa hả? Không kịp, có người vậy đó. Bữa là đúng rồi, bữa em đi ngang thấy đông lắm. Dạ, đông lắm. Thấy khách đợi và khách dặn. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cái này là mình phải làm trước á hả? Làm trước một thùng mà vẫn không được. Dạ, vẫn không kịp. Thơm lắm. Đó, hết một thâu rồi này cả nhà. Nhìn hấp dẫn không? Hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV cho tất cả cô chú anh chị và các bạn ăn bánh rán. Nếu mà nói ra thì mình mới mở chắc là 20 vừa rồi phải không? Vậy là được gần được tháng nha. Tháng. Chưa được tháng, chưa được tháng. À, 20 tới luôn được tháng. Mình có phỏng vấn chị khách đó, chị nói là con gái thích, con nhỏ thích ăn lắm, giống như là con nhỏ cuộc sống Sài Gòn TV ở nhà cũng vậy, hai đứa con mình cũng vậy cả nhà ơi, thích ăn bánh này lắm. Có một bé lại ăn làm ba cái. À, ghê hả, một bé ăn ba cái luôn hả em gái? Dạ. Lại mua ba cái tưởng về nhà chia, nhà làm. Làm luôn. Làm. Đặc biệt là ở đây là bánh rán đây á, có 20 vị khác nhau. Và điều bất ngờ nữa là bánh rán ở đây là có một cái vị mật ong đó cả nhà. Đó, thấy làm bằng mật ong á. Ui, mà bánh nó đẹp lắm, nhìn trời ơi. Các cô chú anh chị và các bạn nhìn nè, bánh đẹp lắm. Cuộc sống Sài Gòn TV sẽ để cái địa chỉ phía dưới, cũng giống như là mình quay cái giá cả luôn nha cả nhà, cho tất cả cô chú anh chị và các bạn. Wow, nhìn đẹp à. Nhìn đẹp thật đó. Rất là tròn và đều. Ở đây hai Ủa chị ăn bánh rán ông Trịnh đây là được mấy lần rồi chị? Được mấy lần. Được mấy lần rồi hả? Chị thấy hương vị như thế nào? Được. Dạ. Ngon hả? Dạ, ôi đây ba mẹ con nè, thường tới ăn bánh rán ông Trịnh nè cả nhà. À, cậu chị cũng ở gần, anh chị cũng ở gần đây luôn hả? Ở xa chút. À, ở xa hả? Dạ, đây phục vụ khách đây. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Cái giờ nào là mình bán là đông nhất cô? Tối hả? À, tối giờ này á hả? Ừ, cỡ 6 giờ đúng không? Dạ, cỡ 6 giờ. 6 giờ tối. Con thấy nhiều, có một cô ở Sài Gòn á làm bánh rán mà vẽ 12 con giáp á. Dạ. À, dạ hay lắm nha, mình muốn con gì là vẽ cũng được. Hay quá em. Dạ, nhiều lúc cái tay nghề khéo á,
cái kiểu như là mình có qua tay á. Ôi đẹp quá. Ờ, có khách nữa nè. Có chị khách nữa nè. Khách táo mua nè cả nhà. Khách chọn bánh nha cả nhà. À, ba đậu phộng á hả? Dạ, đây là một cái hương vị. Chị đi bán thì chị ăn món này thôi. Dạ, ba đậu phộng á. Ừ, chị ăn con món này. Dạ. Ngày nào chứ không ăn món này chứ. Dạ, vậy là chị thích cái hương vị này phải không? Ừ. Rồi, Cuộc Sống Sài Gòn TV sẽ thưởng thức món bơ đậu phộng nha cả nhà. Dạ. Nếu mà bữa sau mình còn ở đây thì mình có thể là ghé mình thưởng thức cái món khác. Hoặc dịp sau mình sẽ xuống, mình sẽ thưởng thức món khác nha cả nhà. Đó, rồi. Đó. Ôi, hấp dẫn lắm cả nhà. Khách thì ở phía kia. À, hai bánh tráng. Có vị pate nữa, pate xúc xích. Dạ. Quay vô cái nhà này. Ồ, khách đông. Khá là đông luôn. Mọi người đứng để thưởng thức bánh rán, chờ đợi để thưởng thức bánh rán cả nhà. Bánh rán ông Trịnh nha. Bánh rán ông Trịnh. À, địa chỉ là 95 đường Trần Phú nha cả nhà.
cả nhà thấy đông không? Mọi người đứng dài để chờ thưởng thức á kìa, đứng xếp hàng luôn á. Mình thấy bánh rán này khá là đắt khách cũng như là khá là hấp dẫn ở tại thành phố Bạc Liêu đó cả nhà. Mới thêm một hot boy ra nữa. Chắc là con trai của cô nha. Đây là bánh đặc biệt nha cả nhà. Mình mới tới mình biết liền bánh đặc biệt liền. Hấp dẫn lắm. Ông Trịnh là tên là bạn nào? Là anh nào? Ông anh đi à bên vườn hai hả? À dạ là hai cái rồi của mình phải gì chị? À 20 bánh rắn hốt bôi luôn á. Ông Trịnh là chỗ khác nha cả nhà. Cái này là gì ạ? Của anh á, của anh á. À, của à, anh để giùm đi đây cho anh đi. À, rồi chậm. Bánh đó hả? Đổ không kịp luôn. Bánh rán mật ong. Rất là đông khách nha. Cô bán bánh rán mà đeo vàng nhiều nữa thấy không? Chưa hả? À, chắc ngồi bán lâu là chắc là nhiều lắm hả? À, kiểu này là chuyến sâu mà con xuống là con ghé là đeo nhiều quá không cô? À, giống cô Minh Hiếu mà. Dạ. Cô nói là chuyến sâu cuộc sống Sài Gòn TV mà xuống thì ghé là cô đeo vàng nhiều hơn nha cả nhà. Giống cô Minh Hiếu á.
bồi đấy. Bánh rán là làm không kịp luôn cả nhà ơi. Thì Cuộc Sống Sài Gòn TV xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Thì nếu có dịp đi về thành phố Bạc Liêu thì các cô chú anh chị và các bạn muốn thưởng thức bánh rán thì bánh rán đặc biệt là hương vị mật ong nha, rất là lạ nha cả nhà. Tại địa chỉ là 95 đường Trần Phú, cái này phường mấy cô? Phường 7 hả? Phường 7, thành phố Bạc Liêu. Bánh rán đứng xếp hàng dài, mọi người đứng xếp hàng này để coi nè. Bye bye, nhớ các cô chú anh chị và các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ giúp Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.